hàm này thì đã bị sai kiểu trở về kiểu trở về ở đây là void có nghĩa là hàm không trả về bất cứ dữ liệu nào trong khi mà chúng ta lại muốn nó trả về một giá trị là string từ trong biến thông báo vậy nên mặc dù có lệnh return tại dòng cuối của hàm hàm cũng sẽ không trả về giá trị nào cả và đây là chương trình đúng